xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán trong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024. Thì tối nay cô chú anh chị thấy là bên em về ngập nhà những cái dòng hàng kg này, và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần mới về trong buổi tối ngày hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn một cái giá siêu là yêu thương luôn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc nhé. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì giải thanh toán trả tiền cho bên người khách hàng ạ. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin hay số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Và cái cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì nhà em đang có. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị rất là nhiều những mặt hàng kg hôm nay bên em đang có này. Trước tiên là cái những cây giáng hương tam bảo sắc cô chú anh chị ạ. Hôm nay em về cái lô giáng hương tam bảo sắc, hàng cây hàng tầm thanh niên thiếu niên rất là đẹp, những cây mà cô chú anh chị về rất là dễ dàng ghép và sẽ phục hồi cực kỳ là nhanh. Cô chú anh chị nhìn cái bộ rễ cây tơ rất là đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Và giáng hương tam bảo sắc hàng hôm nay là hàng lá xếp, tuy nhiên thì giá cũng rất là yêu thương để cô chú anh chị mình sưu tầm đấy ạ. Cây rất là đẹp luôn này. Đó, bây giờ cô chú anh chị về ghép là khoảng tầm 1 tuần sau là cây bắn rễ luôn, và hàng này sẽ chắc chắn rằng là sẽ rất là ít bị xuống lá luôn, bởi vì là cây nó rất là khỏe cô chú anh chị ạ. Em đang để giá ra hàng tam bảo sắc này với giá sẽ là 150.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Cây không quá lớn, không quá nhỏ, nói chung là cây đủ trưởng thành, đủ khỏe đẹp nhất để cô chú anh chị mình có thể trồng được những cái giò tam bảo sắc khỏe, đẹp và có thể bắn rễ nhanh nhất ạ. Và bên này thì em đang có một cái lô kiều mỡ gà duy nhất, một cái lô kiều mỡ của vùng Cao Bằng nhé, chú ý chị nhé. Cái lô kiều mỡ rất là đẹp này cô chú ý chị này. Cái dòng kiều mỡ vùng Cao Bằng nó không lớn như những vùng miền khác, nhưng mà đặc biệt là rất là sai hoa. Cây bé nhỏ nhưng mà rất là sai hoa luôn. Cái chỗ này cô chú ý chị để làm phải được 2 giò luôn cho em ạ. 110.000 cho lô kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng với sắc mỡ rất là khá là đậm nhé cô chú ý chị. Và sau này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng này, hàng rất là mướt luôn, cắt tỉa sạch sẽ này. Đó, những cái hàng cây lá tròn vo lá mít với những cái giả hành ngắn mập rất là đẹp như thế này. Thì 1kg của dòng kiều vuông cánh trắng này em xin phép được bán với giá chỉ có 210.000 cho 1kg dòng kiều vuông cánh trắng thôi ạ. Và sang bên này đây là những cái cây giáng hương đuôi chồn này. Giáng hương đuôi sóc cô chú anh chị. Những cây giáng hương đuôi sóc, cây nhỡ nhỡ rất là xinh. Hàng này thì cô chú anh chị trồng chậu hay là ghép lũa đều rất là phù hợp cô chú anh chị ạ. Cây thẳng tắc luôn, những cây lá xếp rất là đẹp nha cô chú anh chị, về lên chậu hay là ghép lũa thì quá là tuyệt vời luôn. Thì cái hàng này em đang để giá có 120.000 trong kg thôi, em sẽ bán ngay từ 0,3kg đấy ạ. Hoàng thảo vẩy rồng, một cái cây lan mà có sức sống vô cùng mãnh liệt luôn, mỗi một cái giả hành như vậy nó sẽ cho những chùm hoa vàng rực rỡ luôn, rất là đẹp ạ. Thì cái hoàng thảo vẩy rồng này em đang bán với giá chỉ có 120 cho 1kg nhé các chú chị nhé. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng giáng hương đuôi chồn này. Những cây giáng hương đuôi chồn ở đây cô chú anh chị thấy là hàng lá khá là lớn và những cây lá xếp rất là đẹp như thế này này. Đó, những cây giáng hương đuôi chồn ạ, cây rất là khỏe luôn. Em đang để giá giáng hương đuôi chồn này với giá chỉ 160 cho 1kg thôi, mà em bán ngay từ 0,3kg. Thì 0,3 tức là chỉ có hơn 40.000 thôi là cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái giò chồn rất là đẹp luôn rồi, hoặc là ghép thành những trụ rất là đẹp luôn rồi nhá. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo hình ở đây cho em cũng được. Đây này cô chú anh chị này. Đây ạ, mua theo hình ở đây cho em nhé. Cái hình này gọi là hình số 4 này. Hình số 4 này là có 5 cây về cô chú anh chị làm một cái giò rất là đẹp đúng không ạ? 5 cây nhỡ lớn khá là đẹp như vậy. Cái hình này em bán với giá là 60.000 này. 5 cây 60.000. Cho cái hình số 4 và hình số 3, hình này lên đến 7 cây và em đang để giá có 55.000 thôi, 7 cây. Đấy, 55.000 cô chú anh chị thấy ạ. Là một giò quá đẹp luôn rồi đúng không ạ? Hình số 2 này, hình này cũng là 5 cây. Hình này cũng là 5 cây và với giá ở đây sẽ là 60.000 này. 55.000 đi, 55.000. Và hình số 1 chỗ này là 6 cây. 6 cây này thì em bán với giá đấy, 6 cây to luôn nhé cô chú anh chị nhé. 6 cây này em bán với giá là 70.000, rất là đẹp luôn đấy. Hoặc cô chú anh chị mua theo hình ở đây như vậy cũng được. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô đùi gà. Hàng hôm nay đùi gà về cắt tỉa sạch sẽ cực kỳ là đẹp luôn.
Đó, bây giờ cô chú anh chị thấy là hàng xanh mướt quá tuyệt vời như thế này, với những dề xinh xinh vừa tầm ghép luôn. Cái đùi gà tròn của vùng Cao Bằng, một trong những vùng miền mà cô chú anh chị ngắm hoa thì biết rồi, ít có vùng hoa vùng miền nào mà có những bông hoa đẹp như là gà tròn vùng Cao Bằng đâu ạ. Cây ngắn vừa phải, không quá lớn, không quá dài, không quá ngắn. Em để giá ở đây chỉ có 160 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. 1-2 tháng nữa thôi là 180, không có hàng bán luôn cái gà tròn vùng Cao Bằng này. Tại vì là nó cũng không có nhiều hàng cô chú anh chị, thân đình nhìn gần như là gà dẹt. Nhưng mà khi mà sổ hoa sẽ là hàng họng nhung rất là tuyệt vời luôn. Đó là đặc điểm rất là tuyệt vời của gà tròn vùng Cao Bằng. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể lấy những dề, những tác phẩm ở đây cho em cũng được ạ. Dạ, cô chú anh chị mình có thể chọn theo dề ở đây cho em cũng được nhá cô chú anh chị nhá. Ở đây thì em đang có đây, những cái dề này. Hình này em gọi là cái hình số 30 đấy ạ. Hình 30, một cái dề mà toàn thân tơ như này, thân mập nú luôn, xanh mướt như vậy nhá cô chú anh chị nhá, cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi. Hình 30. Dề này em xin phép được bán với giá là 140.000 ạ. Quả 130.000 đi cô chú anh chị. Một dề quá đẹp luôn, 130.000. Và hình số 29 ạ. Chỗ này là hai dề. Hai dề này là cô chú anh chị làm được hai giò đẹp đúng không ạ? Chỉ cần một thân hoa, hai thân hoa nở thôi là cũng đủ tuyệt vời rồi. Riêng đùi gà nó sai bông mà rất là sắc hoa rực rỡ, rất là đẹp. Thì hai cái dề này xin phép được bán với giá sẽ là 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. À thôi bà, em bán 160.000 thôi. À, về cô chú anh chị làm được hai giò, tức là mỗi một giò đẹp như vậy chỉ có giá 80.000 thôi ạ. Xanh tiếp theo sẽ là hình 28. Hình 28 này em bán dề này với giá sẽ là 110.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 27 ạ. Hình 27 cũng là hai dề ạ. Dạ. Hai dề này em xin phép được bán với giá sẽ là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hình 27 hai dề. Và hình số 26 chỗ này cũng là hai dề này, một dề, hai dề đây. Và hai dề này em bán với giá là 110.000 ạ. Sang hình số 25. Hình số 25 cũng là một cái dề siêu đẹp luôn ạ. Em bán dề này với giá 120. Và hình số 24, dề này em bán với giá là 101 này. Và bên này là một cái dề phải nói là một siêu phẩm luôn ạ. Dề này thì đến khi mà mùa hoa nở thì em nghĩ rằng là quá là một đỉnh cao luôn. Đấy, nguyên một cái dề. Cô chú anh chị ốp lên cây cạnh nhà hoặc là tìm một cái giá thể cô chú anh chị ốp lên là một cái giò hoa, một cái giò siêu phẩm luôn cô chú anh chị nhá. Thân tơ tít rất là nhiều. Vài chục cái thân hoa luôn ạ. Những thân như thế này là mùa tới này sẽ cho hoa này cô chú anh chị này. Đó, những thân như thế này là sẽ cho hoa này, nên là nó sẽ là một cái tác phẩm vô cùng là tuyệt vời luôn đấy ạ. Còn những mầm tơ như thế này là mùa tới là chưa cho hoa đâu nhá cô chú anh chị nhá. Những thân này như này mới cho hoa này. Đây, một cái dề khủng vài chục cái thân hoa luôn ạ. Rất là to như thế này. Thì cái dề này em xin phép được bán với giá. Dề này em xin phép được bán với giá cho cô chú anh chị nào sưu tầm cái dề này mà đến mùa hoa chắc là em nghĩ rằng là xứng đáng, phải xứng đáng đến cả tiền triệu luôn ạ. Cái dề này em bán với giá là 380.000 cho dề này nhá. 380.000 cho dề siêu VIP này cô chú anh chị ạ. 380 không bán được, em cho vào vườn để ngắm hoa cho đẹp. Rất là tuyệt vời luôn, một cái dề rất là khủng cô chú anh chị ạ. Ít khi có những dề gà to như này. Không khác gì nguyên bản luôn nhé cô chú anh chị nhá. Bắt nguyên dề như vậy. Dạ, tiếp sau bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng nhạn. Dòng lan hoàng nhạn này thì em đang bán với giá sẽ là 620.000 cho 1 kg. Hàng em bán ngay từ 0,1 kg cô chú anh chị ạ. Với 0,1 là cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 7 cho đến 8 cây nhá cô chú anh chị nhá. Đây em cân một cái lượng hàng khoảng 0,1 thôi, tức là 62.000 thôi ạ. Thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu khoảng tầm 7-8 cây nhạn rất là đẹp như thế này. 7-8 cây nhạn rất là đẹp như này rồi nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, với 0,1 kg là được một lượng bằng này rồi. Và em bán với giá từ 0,1 kg. Và riêng những cây nhạn rừng này nó siêu khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ, đây là một cái chậu nhạn mà năm ngoái em trồng một cây cũng chưa, không có lớn lắm. Mà chậu này em trồng bao nhiêu cây? 2-4-6 cây, nó chưa lớn lắm. Và sau một năm thì cô chú anh chị có thể thấy là cái lá của nó lên, những cái lá mới lên rất là đẹp như thế này. Mà trong khi đó là em không phải là nhà vườn chuyên chăm sóc nhé cô chú anh chị nhé. Chỉ cho một ít phân dê thôi cô chú anh chị ạ. Phân dê, một ít phân dê và tưới nước thôi. Mà hiện tại cây lên rất là đẹp như thế này. Mơn mởn đẹp như thế này. Đấy là những cây lan nhạn rừng về mình tự trồng nó sẽ rất là khỏe luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hàng lá mít lên rất là đẹp như vậy. Đây cô chú anh chị có thể lấy cho em 0,1 kg thôi ạ. Là cũng sang năm cũng sẽ có ngay một cái giò nhạn cực kỳ là tuyệt vời. Sau bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan Hải Henry. Những cây lan Hải Henry nhé cô chú anh chị nhé. Hoa của dòng Hải Henry đến mùa này đang là mùa nụ. Và cũng là cái mùa ghép rất là đẹp trong năm cô chú anh chị ạ.
Cô chú anh chị cùng em ngắm một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của dòng lan hài Henry này. Với hình dáng chiếc hài màu tím hồng rất là đẹp, hàng chuẩn hoa như vậy nha cô chú anh chị nhé. Cánh sáp bóng và độ bền của nó phải là gần đâu đấy rơi vào đến cả 2 tháng ạ. Và 1kg hài Henry này với giá chỉ có 130 1kg thôi. 130 1kg thôi, và em bán ngay từ 0,3kg, 0,3 tức là 39.000 thôi. Cô chú anh chị có thể ghép được khoảng tầm 3 giò hài Henry từ 0,3 đấy. Hoặc là nếu mà cô chú anh chị mình mà ngại ý, không muốn tự ghép, cô chú anh chị mình có thể lấy ngay cho em những giò hài thuần ở đây ạ. Những giò hài Henry thuần ở đây nó đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, hàng này thì em ghép được đúng 1 năm cô chú anh chị ạ. Bây giờ hiện tại đang nụ chi chít luôn, hàng đang thuần sẵn như thế này. Cái chậu này thì đang có 2 vòi bông nhá cô chú anh chị nhá. Em gọi là chậu số 16 đây ạ. Em gọi là giò 16. Cái chậu số 16 này xin phép được bán với giá chỉ 110.000 nhá. Nếu mà cô chú anh chị tự ghép thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Còn hình này sẽ là hình số 17 này. Cái chậu này của em cũng đang có một cái vòi nụ lên rất là xinh ạ. Cái chậu này xin phép em được bán với giá sẽ là 100.000 nhá. Và chậu bên này sẽ là chậu 18. Chậu này thì em sẽ đếm cho cô chú anh chị xem bao nhiêu nụ này. 2 nụ đây, 2 nụ này. 3 nụ này. 4 nụ. Chậu này hiện tại em đếm sơ qua thì thấy là đang có 4 nụ nhá. Chậu 18 đang có 4 nụ và em bán là 120.000. Và chậu số 19 này. Chậu số 19 này thì em thấy là cái chậu rất là xanh tươi, rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì hiện tại em đang thấy là chỉ có 1 nụ thôi. Và cái chậu này em bán với giá sẽ là 100.000 này. 100.000 như thế nhá. Và đặc biệt là bên này đây sẽ là những cây lan hải hương. Hải hương thì thực sự là thỉnh thoảng mới có hàng về thôi. Gần như là hàng tuyệt chủng luôn rồi. Một trong những cây lan hài mà hoa rất là to và ít trong những dòng lan hài mà có hương thơm đấy ạ. Những cây lan hài hương nhé cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn cái hình này gọi là hình số 5 này. Số 5 3 cây hài hương. Hiện tại người ta bán mỗi một cây hài hương lên bao nhiêu tiền ạ? 70-80.000 một cây đúng không ạ? Và cái hình hài hương số 5 này là có 3 cây to đẹp như vậy nè cô chú anh chị này. 3 cây to đẹp như vậy. Em xin phép việc bán cái hình này với giá sẽ là 170.000 nhé cô chú anh chị nhé. 170.000 ba cây hài hương rất là to và đẹp này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình này là có 4 cây này. Chỗ này là 4 cây nhá. À cây 4, cây này cứ gọi là tính cây mẹ quen con này 1 cây, 2 cây, 3 cây thôi. 4 cây thì tính về này là 2 cây. Thì cái hình này em xin phép được bán với giá sẽ là 140.000 cho hình này ạ. Hình này em xin phép được bán là 140.000 đây. Hình này là 6, hình số 6. Và sang hình tiếp theo là hình số 7. Hình này có 5 cây ạ. Hình 5 cây này em xin phép được bán là 150.000 ạ. Và hình số 8. Số 8 này là cũng là 5 cây cực kỳ là đẹp luôn nha. Cây này lá tròn vo không khác gì hài hàng luôn. Hình này em xin phép được bán với giá là 160.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 9. Hình này 3 cây. 3 cây này em bán với giá sẽ là 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. 3 cây này là 130.000. Quá là rẻ bèo luôn. Và hình số 10, hình này 8 cây ạ. 120.000 cho hình này 8 cây. Và hình số 11, hình này 5 cây em cũng bán với giá sẽ là 130.000 5 cây nhỡ nhá cô chú anh chị nhá. Rất là xinh luôn. Và hình tiếp theo, hình số 12, hình này 4 cây. 4 cây này em bán với giá cũng sẽ là 120.000 đi ạ. Và sang hình tiếp theo, hình số 13, hình này 7 cây. Em bán hình này mới giá là 120.000. Và hình số 14, hình này là 14 cây nhỏ nhá. 14 cây nhỏ giống ạ. Thì cái hình này em bán với giá là 100.000 này. Và hình tiếp theo là hình số 15, hình này cũng lên đến 18 cây. Nhưng mà nó cây rất là nhỏ nhá, cô chú chị nhá. Rất là nhỏ ấy, thì cái cây nhỏ xíu như này người ta cũng lấy hết luôn. Hình này em bán 100.000 thôi ạ. À, cũng là cái dòng lan hài thì ở đây em có một cái phần là hài trần liên. Trần liên và chỗ này là một dề luôn đấy ạ. Mới dề hài trần liên này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho cái dề hài trần liên này này. Hài trần liên nhá, chị nhá, 80.000 cho cái dề này. Và sau bên này sẽ là hài hồng. Hài hồng là một trong những dòng hoa mà sẽ cũng sẽ nở hoa đúng vào thời điểm Tết đấy ạ. Mặt bông hài hồng đây cô chú anh chị. Một chậu hài hồng người ta chỉ cần trồng một cho đến vài ba cây thôi ạ. Mặt bông rất là đẹp như này, 1 cho đến 2 cây thôi, chỉ cần trồng 1 đến 2 cây thôi cô chú anh chị ạ. Giá trên thị trường giá người ta chưa trồng thuần cũng hơn 40.000 một cây. Chậu này gọi chậu 22 4 cây em bán 100.000 này, chậu số 23 3 cây 90.000 và chậu số 20 chậu số 21 chứ. 3 cây
giá 90.000 và chậu này là ba cây rất là to, gọi là chậu 20 em bán chậu này với giá 100.000. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan phi điệp vàng này. Cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cái chậu phi điệp vàng này về hàng đang chi chít là nụ để về thưởng thức hoa luôn. Cái hình này gọi chậu này giò này em gọi là giò số 41 ạ. Một cái thân phi điệp vàng, chậu giò này có hai thân và cái mùa này thì đang mầm gốc bắt đầu lên này cô chú anh chị này. Về kích giúp em một chút xíu nữa để nó lên nhiều mầm hơn nhá. Thân mập nú và đang hoa đang nụ đây cô chú anh chị, đang nụ nhú nụ rất là đẹp đây. Thì cái giò trụ phi điệp vàng này mướt lắm luôn đó cô chú anh chị, lá xếp này. Đó, cái giò phi điệp vàng này xin phép bán 80.000 nhá cô chú anh chị nhá. 80.000 cho giò phi điệp vàng này ạ. Đây, nó là một cái giò như là cái giò nguyên bản luôn đấy ạ. Khúc gỗ nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 42. Đây cũng là một cái trụ phi điệp vàng mà có hai thân và đang nhú chi chít là nụ đây ạ. Hai thân chi chít nụ. Bài thân này cũng là thân thứ 3, ngắn ngắn nhưng mà nó cũng đang có nụ đây này cô chú anh chị này. Thì cái giò này em xin phép được bán giò này với giá là 90.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 43. Cái giò 43 này là hai thân nụ hoa dài mướt luôn. Đó, chậu này là trồng bằng cái chậu đất nung cô chú anh chị ạ, nên mà khi mà vận chuyển nó sẽ rất là dễ bị dập vỡ ấy. Này là có cả cây long nhãn nữa. Đấy, giò này xin phép được bán là 90.000 nhé. Cho cái giò này là 90.000. Rồi ạ, và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan 5 cánh trắng họng tím nhé. Hàng này thì sẽ nở chuẩn hoa Tết luôn ạ. Thì ở đây em đang có một số chậu 5 cánh trắng họng tím mà em chia theo hình và cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông. Đó, cái khuôn ba bông hoa cánh tròn và cái họng tím và cái cánh của nó, cái cánh bên cạnh họng ấy là nó viền trắng rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Mặt bông 5 cánh trắng họng tím đấy ạ. Rất là xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Hoa cực kỳ là nổi bật mà là một cái cây hoa mà sai bông. Đó, hoa sẽ nở đúng vào thời điểm Tết và cánh hoa bầu tròn rất là đẹp, đó là mặt bông của 5 cánh trắng họng tím. Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể sở hữu cho em, sưu tầm cho em những cái chậu 5 cánh trắng họng tím này. Cái chậu này em gọi là cái chậu số 5 cánh trắng họng tím số 1 này. Đây nhá, 5 cánh trắng họng tím số 1 nhá cô chú anh chị nhá. Chậu này đang có 2 4 thân ạ. 5 thân cô chú anh chị ạ, 5 thân rất là đẹp như này sẽ là một cái siêu phẩm đẹp nhá. Thân dài đều tăm tắp và có những thân nó dài khoảng tầm 62 46 thân. Chậu này 6 thân và có một cái thân này hiện tại đang có nụ sẵn luôn này. Còn những thân này là mùa hoa Tết nó sẽ là mùa hoa của nó. Và cái giò này xin phép được bán với giá là 150.000 nhá cô chú anh chị nhá. 5 cánh trắng họng tím chậu này là 150.000 cho chậu số 1 này. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 2. Chậu số 2 này em bán là 130.000. Chậu này sẽ là 130.000 này. Hoa nở Tết thân dài từ 60cm trở lên rồi. Với cây bây giờ đã bắt đầu đi vào giai đoạn thấp ngọn. Và chậu số 3, 5 cánh trắng họng tím số 3 em cũng bán với giá là 130.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan giả chấp Mỹ của chú ý chị ạ. Đây em giới thiệu đến cô chú ý chị đó là những cây 5 cánh trắng họng hồng trước đi ạ. Chậu 5 cánh trắng họng hồng, chậu rơi đến trên chục thân nhé cô chú ý chị nhé. Một trong những dòng hoa mà gần như năm nào em cũng bán hàng hoa Tết ạ. Sai bông tự nhiên và hoa cái họng hồng trên nền 5 cánh trắng rất là nổi bật tuyệt vời như vậy đấy ạ. Thì một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng hơn chục thân một lò như thế này xin phép được bán với giá là 140.000 và mỗi một giò chắc chắn sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời đấy. 5 cánh trắng họng hồng và 5 cánh trắng họng tím nhé. Họng hồng thì giá từ 130 cho đến 150, chủ yếu là 130 và có chậu đẹp thì là 150 thôi cô chú anh chị ạ. Còn họng hồng chậu đến cả chục thân với giá chỉ có 140.000 cho một giò, hơn chục thân cho một giò nhé cô chú anh chị nhé. Đến Tết chắc chắn sẽ là những cái tác phẩm rất là tuyệt vời. Còn sang bên này đây sẽ là giả hạc chấp Mỹ này. Là một cái cây lan mà hoa bầu tròn và cánh hoa tím chớp vô cùng là độc đáo luôn. Đây mặt hoa năm giả hạc chớp Mỹ đây ạ. Rất là xuất sắc như thế này này cô chú anh chị. Cánh hoa chớp tím bầu tròn rất là đẹp như vậy mà sai bông vô cùng luôn. Cũng là một trong những dòng hoa mà gần như là Tết nào em cũng bán. Một cái chậu 5 cánh trắng họng hồng, một cái chậu chớp Mỹ này em bán theo hình để cô chú anh chị mình dễ chọn luôn này. Chậu này gọi là chậu 44 này. Em bán cái chậu chớp Mỹ 44 này với giá là 130.000 nhá. Chậu 45 với giá là 120 này cô chú anh chị này. Chớp Mỹ 120 nhá cô chú anh chị nhá, chậu này 120. Và chậu tiếp theo là chậu 46 ạ. Chậu 46 đây cô chú anh chị. Chậu 46 này với giá sẽ là 130 này. Và chậu số 47 cũng là 130 nhá cô chú anh chị nhá. Đây. 47 chớp Mỹ này cũng là 130.000 đấy ạ. Rất là đẹp luôn, cái thân dài đến 50cm và mập đẹp nhá. Và chậu tiếp theo là chậu số 48. Chậu số 48 130 và chậu 49 này. Chậu 49 này xin phép. Ôi giời ơi, chậu 49 này em bán là 140.000 nhá cô chú anh chị nhá. Thân mập nú luôn. Dạ, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ. Đây cô chú anh chị. Những từng cây lan một cô chú anh chị thấy là nhìn thân thì cô chú anh chị đã thấy sự khác biệt rồi đúng không ạ? Hàng bảo hành chuẩn hoa nhá, một cái chậu giả hạc hoa hồng đỏ
cái cánh hoa xuất sắc như thế này, một thân sẽ là một suối hoa tuyệt vời, sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Cái cây giả hồng đỏ này, một chậu như vậy em đang để giá là 130.000 ạ. Sang bên này đây sẽ là trầm cổ này, hay còn gọi là trầm than củi ấy cô chú anh chị. Trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi, hôm nay hàng về đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị ạ. Thân nào thân đấy mập nú luôn, thân nào thân đấy siêu mập đẹp luôn. Và càng về bây giờ đang cây đang bắt đầu đi vào giai đoạn thắt ngọn thì thân sẽ chuyển dần sang xoắn tím này cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ. Càng về già thì thân nó sẽ càng chuyển sang màu tím. Và đặc biệt là khi mà nó nở bông thì bông hoa của nó sẽ là sắc hoa đỏ thắm, bông hoa to, cánh sáp bóng rất là đẹp như thế này mà cực kỳ là thơm. Trong những dòng hoa mà rất là phù hợp để chơi những ngày xuân cũng như những ngày Tết luôn đấy cô chú anh chị. Đấy thì một cái chậu lan đẹp như thế này, trời ơi, thân dài nuột mà đều tăm tắp luôn, thân rất là khỏe, cao lớn và rất là đẹp như vậy. Thì một cái chậu tác phẩm như thế này, một chậu đẹp như vậy em đang để giá có 130 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi ạ, 130.000 cho một giò. Rẻ luôn, rất là rẻ so với cái vẻ đẹp, đẹp thẩm mỹ mà nó mang lại luôn đấy ạ. Và bên này đây sẽ là những chậu lan giả Hawaii này, chậu nào chậu đấy sum xuê vô cùng luôn. Xin phép em bán là 120. Cô chú anh chị muốn lựa chọn cái mặt bông nào thì cứ báo em. Hàng bảo hành chuẩn hoa nhé cô chú anh chị nhé. Từng cái loại lan đều có những cái nét khác biệt riêng nên là chuẩn hoa cho cô chú anh chị mình. Và sang bên này đây cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa màu trắng tinh khôi đây. Trầm trắng ạ, à, đã là trầm thôi thì đã rất là đẹp rồi, mà đây là trầm trắng nữa thì phải nói là cái hương thơm vô đối luôn đấy cô chú anh chị. Mùi hương thơm nhẹ nhàng, thơm nhưng mà lại cái mùi hương thơm dịu ngọt rất là tuyệt vời. Mỗi chậu trầm trắng rơi từ 5 thân, 6 thân trở lên như vậy, từ 6 thân trở lên luôn đấy cô chú anh chị. Có 110.000 cho một chậu trầm trắng này thôi cô chú anh chị ạ. Mà thân cao đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Dòng này thì size rất là size bông luôn ạ. 110.000 cho một chậu trầm trắng. Và sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ này. Trầm rồng đỏ chậu cũng to uỳnh như thế này, thân nào thân đấy mập nú và chậu cũng rơi ít nhất là từ 4 thân trở lên nhá. Trầm rồng đỏ cũng là một trong những dòng hoa nở vào thời điểm Tết, cũng chỉ có giá là 110.000 cho một giò thôi, trầm rồng đỏ cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì chắc là không lạ gì cái mặt bông của dòng trầm rồng đỏ rồi. Đây mặt bông của dòng trầm rồng đỏ đây. Đó, sắc hoa đỏ thắm và cánh hoa bầu tròn không khác gì trầm rừng luôn mà sai bông chi chít từ gốc đến ngọn. Cái chậu rơi thì ít nhất 4 thân trở lên, to mập đẹp như vậy với giá chỉ 110 thôi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu chuỗi ngọc đẹp mê luôn như thế này, chậu rơi đến cả chục thân trong một giò. Đấy, nhìn này cô chú anh chị này, sum xuê đẹp như thế này, một chậu chuỗi ngọc đẹp từ thân lá đến hoa với giá 160 cho một giò nhé cô chú anh chị nhé. 160.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc rất là đẹp như vậy. Và bên này đây sẽ là cái chậu kiều lộc bắc ạ. Cái chậu kiều lộc bắc thân to mập nú này, giảm em bán xả hàng với giá là 120 cho một giò. Đấy, chậu kiều lộc bắc chắc chắn rằng những cái giò như này 120 đến mùa hoa chỉ cần ngắm một vòi bông thôi cũng đủ mê rồi cô chú anh chị ạ. Chậu kiều lộc bắc hoa nở vào thời điểm Tết. Những chậu sơn thủy tiên này thân to mập nú, chậu nào chậu đấy sách nặng chịu tay luôn. Hứa hẹn cho cô chú anh chị sẽ là một mùa hoa xuân tuyệt vời đây. Những cái giò hoa mang sắc hoa màu vàng rất là đẹp đấy ạ. 150.000 cho một cái giò sơn thủy tiên này cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây sẽ là kiều tím yên tử. Mỗi chậu lan kiều tím yên tử, hàng này là hàng kiều và tự Việt Nam mình gieo trồng giống nhé cô chú anh chị nhé, chứ không phải là hàng Thái đâu ạ. Cây rất là khỏe và mặt hoa đã sổ tại vườn cực kỳ là đẹp như này. Đó, cô chú anh chị này, còn đây là cái mặt bông Thái này, cô chú anh chị thấy là Thái cũng rất là tím, nhưng mà so với tím yên tử thì tím yên tử nó đẹp long lanh hơn đúng không ạ? Chậu kiều tím yên tử như thế này em xin phép được bán là 140 cho một giò. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng hoa mà về cô chú anh chị thưởng thức hoa thơm ngất ngây luôn cô chú anh chị ạ, thơm siêu thơm vô cùng luôn. Cái dòng lan vũ nữ cá mập cực kỳ là bền hoa mà rất là thơm. Một cái dòng lan mang cái sắc hoa tím, cái lưỡi tím đẹp một cách bí ẩn, bông hoa này. Đó, một cái dòng lan rất là độc đáo luôn đấy cô chú anh chị, mang cái sắc đẹp. Và hình như là cái cây lan này em thấy là nó đổi màu, nếu mà có ánh sáng nó buổi chiều ấy thì cái tím, cái độ tím của nó khác, mà buổi tối thì cái lên cái ánh tím khác, kiểu như là cái do cái ánh sáng phản ấy cô chú anh chị. Mà lại rất là thơm, thực sự là một cái chậu lan như thế này cô chú anh chị trong để trong nhà thì đến hôm sau sẽ là toàn bộ cái không gian ướp mùi hương luôn. Hoặc là cô chú anh chị để một cái giò lan như vậy trong nhà thì sẽ vô cùng là thơm, với hương thơm cực kỳ là tuyệt vời luôn ạ. Thì một cái chậu lan vũ nữ cá mập này, cô chú anh chị nào được chơi thì biết rồi. Hai vòi bông, chậu có từ ít nhất là hai vòi bông cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe như thế này để với cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn. Đó, hai vòi bông. Như chậu này có luôn đến ba vòi này.
Em bán một chậu như thế này với giá chỉ 100.000 thôi ạ. 100.000 thôi cho một cái giò lan vu nữ cá mập này, cho hoa quanh năm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Cho hoa liên tục quanh năm luôn mà vất rất là thơm. Cây cực kỳ là khỏe, thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ. Dạ, tiếp sau bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan, một cái cây địa lan có tên là Tiên Nữ Đài Bắc ạ. Tiên Nữ Đài Bắc cô chú anh chị nhé. Cái bông hoa hiện tại là chậu đang có từ ít nhất là 3 ngồng nụ trở lên, và cành hoa vươn cao với cái bông hoa đẹp một cách trang nhã tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Cánh hoa phớt đỏ và lưỡi chấm đỏ rất là đẹp như vậy ạ. Cái khuôn bông hoa cánh bầu rất là cân đối luôn đúng không ạ? Mà đặc biệt là cái cây lan này nó rất là thơm luôn nhé cô chú anh chị nhé. Nó rất là thơm luôn đấy cô chú anh chị, ngắm cái vẻ đẹp của nó. Một cái chậu với 3 ngồng nụ này, cái độ bền của nó phải từ 2 tháng chú anh chị ạ. Cái độ bền của hoa này phải tầm 2 tháng nhé, thoải mái cô chú anh chị thưởng thức hoa trong thời gian rất là dài. Mà điều đặc biệt em muốn nói với cô chú anh chị đó là chậu này nó sum xuê như thế này này. Đấy, những cái giả hành tơ tít mà hiện tại nó chưa lên nụ thì đến Tết nó sẽ cho cô chú anh chị một lứa nụ nữa nhé cô chú anh chị nhé. Nên là chính vì vậy mà cái cây lan này cô chú anh chị khi mà sở hữu một chậu này thì đến Tết cô chú anh chị lại có thêm một mùa hoa nữa để cô chú anh chị thưởng thức ạ. Thì một cái chậu lan vũ nữ Đài Bắc hay còn gọi là địa lan tiên nữ Đài Bắc hay còn gọi là tiên hương đấy ạ, rất là thơm. Em đang để giá một chậu như vậy với giá chỉ 140.000 thôi cô chú anh chị ạ, 140.000 thôi. Chắc chắn rằng cái vẻ đẹp cũng như cái hương thơm của nó sẽ làm hài lòng cô chú anh chị mình luôn. Cái dòng địa lan thì ít có cái loại lan nào nó thơm lắm, nhưng mà cái dòng này thì thơm, rất là thơm cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan này rất là thơm. Mà đến Tết mình lại có một cái mùa hoa nữa. Cô chú anh chị về chỉ việc tưới nước cho em thôi là đến Tết mình có thêm một mùa hoa nữa rồi cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây nhạn. Đây là những cây nhạn Thái nhé cô chú anh chị nhé. Mặt bông của dòng nhạn Thái này hoa của nó sẽ vàng đậm như thế này ạ cô chú anh chị. Vàng đậm. Và lưỡi của nó sẽ là tím, vàng đậm và lưỡi tím nhé. Thì một cây nhạn Thái như vậy em đang để giá là 120.000 cho một cái giò nhạn Thái này. Cây rơi từ 20 sen, cao từ 20 sen và rơi từ 7 cặp lá trở lên ạ, cây nhạn Thái ạ. Và như cô chú anh chị thấy là mỗi cây nhạn Thái này không hề có lớn lắm mà vừa rồi là cho đến 2-3 cái vòi hoa như thế này này. Riêng cây như thế này đã có từ 3-7 cặp lá trở lên, cao từ 20 sen rồi đến mùa hoa chắc chắn nó sẽ rất là xuất sắc. Còn bên này đây sẽ là một cái cây nhạn rừng, em đang có một cái chậu nhạn rừng duy nhất thôi nhá. Cho cô chú anh chị nào mà có duyên gặp cái chậu nhạn này, hàng lá mít xếp rụt rất là đẹp này, chậu này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ, rất là nhiều cặp lá luôn nhá. Này thì nó bị hơi bị nứt lá ở trên này một xíu xíu thôi. Không ảnh hưởng gì đâu cô chú anh chị ạ, nó chưa vỡ đến dưới nhá, chú anh chị nhá, không ảnh hưởng gì ạ. Thì cái chậu nhạn này là chậu hai cây ạ. Xin phép em bán chậu này với giá sẽ là 90.000 thôi cho chậu này nhá. 90.000 cho chậu nhạn rất là đẹp này cô chú anh chị. Cây bên kia quá đẹp luôn. Còn sang bên này đây sẽ là những cây lan nhạn An Ba, hay còn gọi là dòng nhạn va, hoa vàng lưỡi trắng. Cây cũng rơi vào ít nhất là 7 cặp lá trở lên đấy cô chú anh chị. Rơi ít nhất là 7 cặp lá trở lên. Cây rất là đẹp luôn ạ. Và đây là cái mặt bông của dòng nhạn An Ba nhá. Cánh hoa sẽ là cánh hoa vàng và lưỡi trắng mà đặc biệt là vô cùng thơm. Nhạn thì rất là thơm rồi nhưng cây nhạn An Ba này phải nói là thơm mê mẩn luôn. Thì một cái chậu nhạn An Ba như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 140.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị lấy cho em khoảng tầm một chậu hai giò. Lên giò xong là cái trị giá của nó sẽ là tiền triệu chứ không phải là hơn 200 nữa đâu ạ. Một cái cây nhạn, chậu nhạn rất là đẹp, như chậu như thế này thì người ta phải bán tiền triệu chứ làm gì có tiền hơn 200.000 để mà có được một giò đẹp như vậy đúng không ạ. Cô chú anh chị về chỉ việc để vào trong chậu đi là có một cái tác phẩm đẹp rồi. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu chồn trắng. Hàng này bọn em bảo hành chuẩn hoa hết nhé cô chú anh chị nhá. Những cây chồn trắng này bọn em bảo hành hoa hết và cây rơi tới nhất là 5 cặp lá trở lên. Thì một cái cây chồn trắng như vậy xin phép em được bán với giá sẽ là 150.000 cho một cây thôi. Đó, cây rơi từ ít nhất là 5 cặp lá nhé. Mùa sau là chắc chắn mỗi cây phải có từ 1 cho đến 2 chùm hoa rồi. Đó, chồn trắng hàng đột biến, được cấy mô trực tiếp từ cây rừng nên là không khác gì hàng rừng. Nên là thay vì mua những cây chồn rừng với giá tiền triệu thì cô chú anh chị có thể sở hữu những cây chồn trắng rất là đẹp này. Sang bên này đây thì sẽ là những cái chậu lan giả Pháp đi cô chú anh chị. Muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó những chậu lan giả Pháp luôn nhé. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái giả Pháp chậu đến cả chục thân. Cũng là một trong những dòng hoa nở vào thời điểm Tết. Với chậu giả Pháp như vậy em bán với giá là 130.000 cho một giò giả Pháp nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này là hàng bảng này. Đây mặt bông giả Pháp này, hoa nở thời điểm Tết ạ.
cánh hoa sắc hoa đỏ thắm rất là nổi bật. Cây bé nhỏ mà sai bông, mỗi một thân sẽ là một suối hoa luôn đấy cô chú anh chị. Tối quá nhỉ, chả thấy cái gì nữa. Mỗi một thân sẽ là một suối hoa luôn đấy ạ. Rất là đẹp như này này, giả phát 130 cho một giò đây. Hoặc là cô chú anh chị có thể lấy cho em hàng bảng này này. Đấy, hàng bảng như này. Với giá một bảng như vậy là 110.000 cho một giò. Cô chú anh chị thích lấy loại nào thì báo em. Còn bên này là Thiên Cung Lự Bố, hàng bọn em cũng bảo hành chuẩn hoa luôn. Thiên Cung Lự Bố bảo hành chuẩn hoa. Một giò Thiên Cung Lự Bố hoa đậm đà chứ không phải là như hạc vĩ rừng đâu ạ. Với giá một giò Thiên Cung Lự Bố này sẽ là 120.000 cho một giò. Đây cô chú anh chị, chắc chắn rằng cái mặt hoa Thiên Cung Lự Bố không làm cô chú anh chị mình thất vọng một chút xíu nào luôn cô chú anh chị ạ. Rất là đẹp như vậy. Thiên Cung Lự Bố nhá cô chú anh chị nhá. Chỉ cần vài thân nở thôi cũng đủ đẹp rồi. Mà đây là những chậu rất là khỏe, cây sum suê như này. Tiếp sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây đai châu. Dòng đai châu hoa trắng đây ạ. Cho cô chú anh chị nào đang cần tìm đến những cây châu trắng đẹp không tì vết đây cô chú anh chị. Và hoa trắng không tì vết luôn nhá. Cây rơi từ 4 cặp lá trở lên. Đó, lá mít dày cộp rất là đẹp như vậy. 100.000 cho một cây châu trắng này. 100.000 cho một cây châu trắng này. Còn nếu mà cô chú anh chị muốn lấy châu màu thì đây ạ. Cây cũng rơi từ 4 cặp lá trở lên, mùa hoa tới sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa rất là đẹp rồi. Cô chú anh chị có thể sở hữu một chậu hoặc là hai chậu để cô chú anh chị có những giò lan rất là đẹp để mà thưởng thức hoa Tết. Thì một giò như vậy em đang để giá cũng là 100.000 cho những cây châu màu này cô chú anh chị nhá. Toàn là những cây hàng lá mít thôi ạ. Cây rất là khỏe luôn. 100.000 cho một cây đai châu này. Sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan. Hôm nay em có hai cái chậu gà trắng duy nhất nhé. Hàng gà này là cô chú anh chị thấy đấy ạ, là hàng ươm ki ạ. Và đây là cái hàng ươm ki mà tự nhà em là tự nhà em chân nhân giống nhé cô chú anh chị nhé. Hoa năm hoa cánh trắng và cái họng hơi phớt hồng một chút xíu. Hoa thì gà trắng thì cô chú anh chị nào mà đã từng thưởng thức hoa gà trắng thì biết rồi. Cái hương thơm so với gà bình thường thơm hơn rất là nhiều. Mà cái giá thì cũng rất là rẻ thôi này. Cái chậu gà trắng hình này gọi là hình 40, thân mập nú, có 3 thân. Mập nú đẹp như thế này, chậu này em bán 160.000 ạ. 160 của chú anh chị ạ, cho một cái giò lan gà trắng rất là đáng sưu tầm nhá chú anh chị nhá. Gọi là chậu số 40 ạ, chậu số 39 này, chậu này cũng là 3 thân. Chậu này em bán với giá cũng là 160.000 đấy, tùy cô chú anh chị mình lựa chọn. Và bên này đây sẽ là những đông bông điệp tím của vùng Cao Bằng cho cô chú anh chị mình, anh chị nào yêu mến sở hữu cái đỏ điệp tím này ạ. Thân đen chùi chũi, lá nhựa rất là đẹp. Cái chậu này em bán là 100.000. Chậu này gọi là chậu số 38, chậu 37. Cây nù mít, thân nù lá nhựa, lá mít rất là đẹp như vậy. Chậu này em bán 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Và sang hình số 36, chậu này em bán với giá 110.000 này. Chú anh chị nhìn cái thân ạ, căng đẹp rất là mê luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 35 với giá 60.000 thôi. Và hình số 34, chậu này với giá 110.000. Và bên này sẽ là những chậu cáo này. Cái chậu dáng hương đuôi cáo số 33 đây ạ. Cây già dặn. Và chắc chắn rằng là những cái chậu này em đã trồng rất là lâu rồi. Năm nào cũng cho hoa nhé. Chậu này là 2, 4, 6 cây lá xếp đẹp. Chậu này em bán với giá là 160.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 32. Cái chậu này em bán là 160.000 này. Sang bên này sẽ là cây địa lan quân tử ạ. Một cây lan mà vừa thanh lọc không khí mà vừa tạo cái không gian xanh rất là tuyệt vời đây. 70.000 cho một cây lan quân tử mà đến mùa hoa, hoa đẹp không kém cạnh bất cứ loại lan nào luôn. Bên này là một số những đặc sản của vùng vùng miền quê Tây Bắc ạ. Ở đây là miến rong cô chú anh chị nhé. Miến rong, đây là cái miến rong hoàn toàn từ củ rong diềm với những sợi miến trong vắt và sợi miến to. Cô chú anh chị đã từng được thưởng thức một lần chắc chắn mê. Một túi như vậy là 1 kg, được rất là nhiều luôn ạ. Em đang bán với giá một túi như vậy là 80.000 trong 1 kg. Còn miến bên này sẽ là miến sợi nhỏ. Một túi 1 kg em bán với giá sẽ là 80.000, cũng là 80.000. Và nấm hương rừng này, nấm hương rừng vàng ươm luôn ạ. Chân nấm to và rất là đẹp như vậy. Một túi nửa kg với giá là 140 nhá. Cái này đây sẽ là cái chè dây. Chè dây này là túi nửa kg em bán với giá sẽ là túi nửa kg là 50.000 ạ. 1 kg sẽ là 100.000. Sang bên này thì rất nhiều những chế phẩm tư dành cho hoa lan. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 2.000 cho 1 kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg, dớn vụn 40.000 cho 1 kg, dớn bảng với giá là 15.000 một bảng, kích cỡ 13-30, duy xanh 50.000. Duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho cặp, atonic 12.000 cho một gói, xúc thái hormone tăng trưởng 50.000 và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ, B1 thái
Khung B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá 30.000, liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da Sẹo Đen 55.000. Siêu dơ rễ N3M 30.000, ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000, đặc trị côn trùng 70.000. Và Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000, Chocho Dema phân bón vi sinh kháng nấm 15.000. Dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 và phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói. Phân dê đã qua xử lý 18.000 1kg, tinh dầu hồi 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt với giá 40.000. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Xin phép em dừng clip ở đây. Cô chú anh chị cùng nhìn em nhìn lại một lần nữa những cái mặt hàng hôm nay, những cái cây đùi gà dáng hương tam bảo sắc, vẩy rồng, kiều, chồn, những cái cây lan hài rất là xinh đẹp và đặc biệt là những cây địa lan. Rất là thơm và hàng đang nụ, vừa thưởng thức hoa mùa này vừa thưởng thức hoa mùa Tết. Cây phi điệp vàng và rất là nhiều những dòng hàng lan thuần đủ loại luôn. Cây vũ nữ hoa cực kỳ là thơm, vũ nữ cá mập siêu thơm, vô cùng là rẻ cô chú anh chị này. Rồi những cái chậu năm cánh trắng họng hồng vô cùng sum suê ạ. Chắc chắn rằng cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Lan Rừng bên em.